Coi mic ở trên mở chưa? Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì lúc nào cái clip của mình là cũng mở đầu là có cái địa chỉ đầu tiên luôn á, cho anh em dễ hình dung. Và đến tận hôm nay cho anh em bọc mí, em li xuống đôi dép. Vẫn chưa được mua được đôi dép mới nè anh em. Vẫn chưa mua đôi dép mới. Nói thật anh em mà không có thời gian anh em mà. Set up xong cái showroom này thứ nhất là tốn rất là nhiều thời gian và tốn rất là nhiều tiền. Anh em mà là đã làm rồi là anh em sẽ biết rất là nhiều tiền ha. Gương nè, rồi tiền thợ, tiền set up lại mọi thứ cực kỳ nhiều luôn anh em. Có thể là tiền trăm á anh em. Rồi thì bây giờ rồi xong showroom rồi thì mình phải xăng xe cho anh em. Không có thời gian mà đổi đôi dép khác nữa. Đây thì bữa nay là đem đến cho anh em một siêu phẩm. Thành nha, qua đây chỉ là lau vỏ còn dơ nè, mấy chỗ này chưa lau à, không quay không? Mấy chỗ này lau lại nè. Thì ở đối với xe của mình á là phải sạch từ cái vỏ tới cái xe luôn nha anh em. Chỗ này nó còn dơ nè anh em, cái vỏ còn dơ nè. Thì đến xe mà đến tới anh em á thì cái vỏ nó vẫn sạch nha anh em, còn anh em khỏi cần lo về bất kỳ cái vấn đề gì. Để mình soi xe lại nha, coi anh em mình rửa sạch chưa. Đưa anh mượn khăn ơi, đưa lấy ảnh khăn ngay bây giờ. Sáng chỗ này em lột keo hả? Lột keo chưa chà keo nè. Keo đó là chóng chả hết trơn rồi. Là sao? Lột keo rồi nó dẫn vô chóng cái em tính rồi chả hết rồi. Chưa chà keo hết giờ đang quay clip nữa chứ. Ở chỗ này không rửa luôn. Ồ sáng có rửa không mày? Rửa gì nội ổn má, đầu óc để đâu á. Rồi xe này anh em mình rửa chưa sạch xíu thì rửa lại, lỡ quay clip rồi quay cho anh em luôn. Thì cơ bản thì nó cũng sạch nhưng mà có nhiều chỗ nó không sạch. Cái sườn mắt cây con này để đâu rồi? Nó có hai chìa mà đúng không? Thì báo cho anh em luôn là con này có sườn mắt cây, đồ zin còn đủ luôn. Đây đồ zin, nó có hai chìa luôn mà, nó có hai chìa, ừ không một chìa sẽ mắc cây nữa. Thì còn đầy đủ đồ zin luôn anh em. Đây là cái bình xăng zin nè, cho anh em coi trước đồ zin ha. Đây là bình xăng zin, đây là cái chìa ổ khó zin. Anh em nào không thích về zin, không thích xài sẽ mắc cây về zin ha. Còn đầy đủ đồ zin ha, thứ nhất là đồ zin là còn full cho anh em rồi, anh em khỏi lo ha. Rồi anh em nào không thích thì về zin thôi. Rồi thứ hai là biển số rất là đẹp. Anh em nào ở Tây Ninh là biển số là đẹp cực kỳ luôn, 69191 nè đó. Rồi quay phía trước. Con xe này là rửa nè, rửa bên trong nè, bên trong là rửa sạch sẽ hết rồi nè đó. Cơ bản là sạch hết rồi đó. Để mình soi thử chỗ nào còn dơ. Rồi ok anh em, thì có chỗ này dơ xíu nữa mình sẽ rửa lại. Chỗ này chưa có chà keo nè, xíu nữa sửa lại. Con xe này có bảo hành chính hãng nè anh em. Đã thay dầu lúc 8.745 km nha anh em. Đó. Rồi. Là tới 9.700 mình mới còn thay lại ha. Mình đóng yên lại, tại mở yên ra cho anh em coi. Sẵn anh em mới rửa vô thì mình sẽ quay cho anh em xem luôn. Đây là em MT15 nha anh em. Cái con này thì mình cũng mới giờ nhưng mà đây con này là khách đã cọc rồi nha anh em. Khách cọc trước rồi, cọc trước thì đương nhiên là nó sẽ giá tốt hơn và được ưu đãi nhiều hơn. Rồi em này có cái bình xăng rất là hay nè, quay gần đây. Đây bình xăng này dễ mở mà ta. Đây dặn qua đây là mở lên đổ xăng anh em đó. Xe này mới rửa xong rồi vô quay clip rồi, dặn lại là khích. Rồi sợi mắc cây nè anh em, đây sợi mắc cây giống như trên con su á. Rồi thì nãy giờ nghiên cứu là phải đè xuống mới dặn được anh em, có nghĩa là bình thường là không có dặn được nè anh em, phải đè xuống nè, đè xuống rồi mới dặn mới qua. Sẽ mắc cây này nó là vậy, nó không có giống như cái cũ con su nè anh em, phải ịnh
như con su là ịnh xuống là dặn cái được à, còn này phải đè xuống mới dặn được. Rồi rồi bây giờ đè máy à. Thì nó con cái gì vậy hả? Rồi thì con này bujin thì cũng có gì đặc biệt hết, anh em nhớ cái này xài xong mà nhớ khóa lại. Rồi lên nút đỏ là khóa lại mở. Rồi khóa rồi anh em, đó là khóa lại. Còn anh em nào không thích thì về khóa zin, khóa zin con này đủ hai chìa khóa rồi, không mở được đâu. Rồi à, còn con này có thêm gì nữa à, có chống đổ nè, móc nè, nhiều đồ chơi ha. Nè anh em nhìn cái này nè, nhiều ông á, vô phán là sẽ nói là xe này ngã hay là gì nha, xe này không hề ngã nha. Cái này là chủ xe người ta không thích cái cục hình tròn, người ta cắt hết hai bên. Đây em quay bên kia, người ta không thích cục hình tròn, người ta ra cắt hết hai bên nha, cho đều nha. Nè anh em, ông nào mà test xe này mà ra dấu ngã thì cho anh em 10 triệu luôn nha. Người ta cắt hai bên nè, em quay kỹ thấy không? Nè dấu cắt rồi thấy không? Người ta cắt cho hai bên cho đều á anh em. Nhìn người ta thích gì, cái sở thích người ta là vậy, người ta thích như vậy. Rồi thì con này đồ chơi à, có một cái ba ga GV cho anh em sẵn nè. Hồi đợt thấy có nhiều anh em lên cái ba ga GV này lắm, thì bây giờ xe này có sẵn luôn. Một món ha, một nè ha, để mình đếm, một nè, hai nè, ba nè, cái mão nữa, bốn nè đúng không, chống đổ năm, cái này nhỏ không tính luôn, bảo vệ các nước, sáu món đồ chơi ha anh em, đủ xài đủ dùng ha anh em. Con này full đen rất là đẹp, em quay xa quay ra xa con này full đen rất là đẹp đó. Mình bán cho anh em năm ít triệu thôi, năm ít lớn một xíu nha anh em. Anh em rồi thích thì cứ liên hệ cho mình đó, xe rất là đẹp luôn, cực kỳ keng luôn ha anh em ha. Rồi anh em nào có thắc mắc, thứ nhất là xe này là bản mua chính hãng thôi nha anh em. Mua chính hãng á, thì trước là chủ xe không biết bảo trì ở đâu nên vô hãng ta làm luôn, thì nó có tem đầy đủ đó. Đó anh em nào cần thì cứ inbox cho mình, thì ở bên mình á sẵn nói anh em luôn, anh em muốn qua bên mình bảo trì xe á thì ở đây nè quay quen cảnh qua cho anh em. Ở đây á giờ này rất là mát, giờ này khoảng 4:30, 5:30, 6:30 rất là mát luôn, rất là đã luôn. Nhưng mà có cái khoảng thời gian vào 1:00 trưa tới 3:00 trưa cực kỳ nắng nha anh em. 1:00 tới 3:00 thì nắng, buổi sáng nè cũng cực kỳ mát luôn, buổi sáng là không có xíu nắng luôn, chỉ có lúc 1:00 tới 3:00 đó hơi nắng. Anh em mà sợ nắng thì tránh qua khung giờ 1-3 giờ ha. Thì chiều mát mát nè, anh em nào muốn qua giao lưu á thì anh em mình có thể ngồi đây cà phê nè. Đó anh em nào ngại anh em mình ngồi cà phê ngắm xe, em quay ngồi đây vô nè. Đó mình là ngồi cà phê mình ngắm xe, đã không, đã không, mát chiêu, giờ đường mát chiêu lắm đó. Rồi hoặc là anh em rảnh thì anh em vô đây đó anh em thấy không. Thì xe mình vệ sinh kỹ á, bây giờ những chỗ dơ là anh em nó lau lại cho sạch sẽ cho anh em. Tại vì á, đối với anh em nhà mình á thì ví dụ em nãy nó rửa xe thì mình sẽ vô coi nó dơ chỗ nào, mình sẽ vệ sinh lại chỗ đó. Tại vì không có ai mà mình một chiếc xe á, mình rửa mình á, nhiều khi nó còn sót một hai chỗ anh em. Nhưng mà bên anh em mình thì cực kỳ kỹ tính, cho nên khi một chiếc xe đến anh em là nó sẽ sạch sẽ toàn diện nha anh em. Đó bây giờ là những cái chỗ nãy mình vô mình soi thực tế luôn, vừa quay clip vừa soi thực tế cho anh em là bây giờ em nó vô xử lý rồi, để xử lý đi đó. À, anh em bên đây nè, mấy chỗ này mình ngồi nè, ngồi chơi nè, thấy không nè, qua ngồi chơi, thích ngồi ghế ngồi, thích ngồi đây ngồi, rồi mở tivi nghe nhạc đó, ngồi đây anh em mở tivi nghe nhạc thoải mái. Nói chung mình set up một cách cho anh em thoải mái, anh em qua đây là giống như là một cái gia đình này anh em, giống như là gia đình, giống như là nhà của anh em vậy đó. Anh em chơi xe, anh em có chỗ chơi, rồi anh em có chỗ rồi giải trí rồi này nọ. Nhưng mà mình đang thắc mắc một cái là cái khoảng từ 1:00 tới 3:00 nó cực kỳ nắng, nó nắng mình phải công nhận cái điều đó. Còn giờ này anh em thấy không, quay giờ 5:00 mấy 6:00 cực kỳ mát, đã lắm anh em. Giờ này cực kỳ uống cà phê anh em qua đây là cực kỳ đã. Rồi anh em nào thích cái MT15 này thì cứ inbox riêng cho mình ha. Đó giờ lên sóng cho anh em là hai MT15, nhưng mà em này á, nói cho anh em nghe, em này là khách cọc trước mình lâu lắm rồi, cọc trước mình khoảng 1-2 tháng á, bây giờ mới có hàng về cho anh em. Thì những anh em được khách cọc á, thứ nhất á là được mua xe giá rẻ hơn, thứ hai
là được xe ok, nói chung là cọc trước thì có uy tín của cọc trước, tại vì người ta đã tin tưởng, người ta đã giao hết một cọc, một cục tiền cho mình rồi, thì mình phải tìm một con xe đẹp cho anh em. Thì anh em qua, anh em ưng thì anh em lấy, còn anh em không ưng thì anh em lấy con khác. Ví dụ con này về trước thì anh em đã lấy rồi, con này mới về đó thì mới về sáng, thì ví dụ anh em không ưng con này anh em lấy con này cũng được đó, mới miễn sao nó cùng một chủng loại là được rồi. Còn có những anh em á, ha, inbox cho mình nói là ở Hà Nội, ở đâu đó xa, anh em bắt mình là phải gửi xe ra để mình, để kể cho anh em câu chuyện, anh em bắt mình phải gửi xe ra ngoài đó cho anh em, rồi anh em coi xe được anh em mới trả tiền. No, mình sẽ không bao giờ chơi cái trường hợp đó nha anh em. Mình có cửa hàng, có địa chỉ đầy đủ, có giấy phép kinh doanh đầy đủ, đúng không anh em? Thì sao mình trốn được? Còn mình gửi mấy anh em khôn quá, mấy anh em kêu mình gửi xe ra đó cho anh em, rồi anh em thấy được trả tiền rồi anh em gửi, rồi anh em lấy luôn chiếc xe rồi làm gì anh em? Cho nên á, anh em không tin thì khỏi mua, đúng không? Không tin tưởng shop mình thì khỏi mua. Còn đã tin rồi thì chuyển tiền hết thì mình chuyển xe cho anh em thôi. Tại vì bây giờ chẳng lẽ bây giờ xe nó mấy chục triệu, trăm mấy, 200 triệu, chẳng lẽ mình bỏ cái uy tín cả đời mình không gửi xe cho anh em sao? Làm gì có chuyện không gửi tiền gửi xe. Còn ở đây là mình có giấy phép đầy đủ, anh em khỏi sợ. Đây, hộ kinh doanh Minh Biker nè anh em, có giấy phép đầy đủ thì anh em lo cái gì nữa. Đó, rồi giấy phép kinh doanh là đầy đủ rồi ha anh em. Thì về cái vấn đề mà uy tín hay không uy tín thì anh em khỏi phải bàn cái vấn đề đó, chứ anh em đừng có nói là gửi xe ra cho anh em rồi anh em coi được anh em mới trả tiền. Còn anh em cảm thấy không tin thì anh em khỏi cần mua đó. Còn anh em đã mua thì đã tin thì mua, còn không tin thì đừng mua. Đó là lời khuyên anh em, kể cả không những shop mình cũng những shop khác nữa, tin thì mua, không tin thì khỏi mua. Vậy đó, đơn giản anh em vui vẻ, tại ở đây mình chơi với anh em mà cực kỳ vui vẻ. Rồi anh em đi xe nha, anh em những lưu ý đầu tiên là nhớ bảo trì, thay nhớt, thay lọc. Anh em không biết làm thì chạy qua đây mình làm cho. Rồi phụ tùng xe, anh em không biết cái gì thì cứ liên hệ cu Bi lại cu Thành đó, thì tụi nhỏ nó sẽ thay cho anh em. Mà nói nhỏ vậy thôi chứ cũng hai mấy ba chục rồi, cũng biết đi Bình Dương rồi anh em đó, nhỏ nhỏ chứ biết đi Bình Dương chơi rồi. Rồi ok anh em, đó sạch chưa, để kiểm tra lại. Hồi nãy giờ anh em mà nói chuyện nhiều, bây giờ anh với Bi soi có thử coi nó sao rồi. Rồi sạch rồi đúng không? Rồi ok. Xe về cho anh em nó phải vậy. Mình vừa quay clip xe, mình vừa nói chuyện tâm sự với anh em luôn cho nó vui, coi đỡ chán đó. Đâu em liếm thử coi, coi thử nó có mặn không. Rồi ok anh em nào mê còn em MT15 này cứ inbox mình. Rồi anh em bên mình có giao lưu trao đổi nhiều dòng xe luôn, ví dụ phân khối nhỏ lên phân khối lớn. Z8 rồi nè anh em, ví dụ anh em đi một thời gian MT anh em chán, anh em muốn đổi lên Z8 thì đó, qua trao đổi với mình, giao lưu hợp lý. Còn về cái giá xe anh em bán xe thì bên mình vẫn mua, thì mình không có ép ai mua cả. Mình báo giá anh em được thì bán, không được thì thôi, anh em đừng có buồn cũng đừng có giận, đúng không? Ví dụ cũng không, mình nói trước xe này vậy anh Minh mua được giá đó, anh em được thì bán, chứ đâu có ép anh không bán được cho mình thì anh em bán chỗ khác, đơn giản vậy thôi nha. Tại vì mình sợ mấy cái trường hợp này á, anh em nghĩ mình ép giá này nọ, không có. Còn mình cảm thấy xe mà mình mua vô mình bán ra có lời có ăn thì ok mình mua thôi, còn mua giá cao quá là mình không mua ha, giá cao quá bán lỗ chết luôn á. Rồi ok anh em, thấy kênh hay thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của mình ha anh em ha, để mình cố gắng kiếm vài xe khác, chứ lại có tiền để đổi đôi dép anh em. Nói chứ để có thời gian để mua đôi dép khác đổi, tại bữa giờ làm nhiều quá không có mang giày luôn anh em, tại cứ chạy tới chạy lui, chạy ngược chạy xuôi không có thời gian mang giày, chứ đâu có thời gian đi Bình Dương đâu. Đi Bình Dương đâu mua đôi dép. Này là miếng nội bộ anh em, miếng nội bộ. Rồi ok anh em, rồi chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Rồi hẹn anh em rảnh thì ghé qua shop mình tham quan nha anh em.